phụ nữ có nghiệp nhiều hơn đàn ông, cho nên giới luật của Phật đó, phải cho hồi xưa mà như ngày A Du Đà Gia là mẹ của Phật đó, đòi tu Phật không cho phải không? Thì nếu mà cho phụ nữ mà đi tu á là sẽ đạo Phật sẽ bị diệt vong trước 500 năm. Bởi vì phụ nữ còn nhiều cái tánh mà khó bỏ hơn đàn ông, cho nên cái giới luật đó ra nhiều hơn đàn ông. Đàn ông 245 giới hay gì á, còn phụ nữ tới 300 mấy chục giới. Tánh mà khó quên đó, ích kỷ á, đàn ông hè hè chứ chút quên à. Nói chuyện là tự nhiên là cái đề tài này luôn. À, em có gì chia sẻ chuyện của em không? À, chia sẻ đi, học rồi chia đi. Chia để mà mọi người học hỏi. Tại vì em nghe nhiều người tâm sự với em thôi, em thấy cái đề tài này rất là hot. Tại vì ai cũng buồn chồng mình hết. Không biết là cái đó là cái cuối cùng để người ta quay về với đạo hay sao. Bây giờ em cũng không biết khuyên người ta sao, chắc là bị như vậy để quay về với đạo thôi. Chứ còn ai mà hạnh phúc quá là chắc là vui trong, gọi là hạnh phúc rồi, không có nhớ đạo nữa. Thường tâm lý phụ nữ chỉ cần có cuộc sống bình an, nếu mà bình thường nha, và có một cái financial ok vững, chồng biết quyến xuyến gia đình thì gia đình đã hạnh phúc rồi. Phụ nữ không có đòi hỏi nhiều. Thời nay á là mình ở ngay cái nước Việt, và đồng thời cái nước Việt không có công việc làm. Một đứa xinh đẹp trong một cái làng quê, trong một gia đình 10 đứa con, chỉ một đứa con đẹp là phải đi hy sinh để mà nuôi gia đình, tại vì ruộng đất cũng không có nhiều. Thì khi lên trên đó thì tìm ai, tìm mấy anh chồng của mấy đứa con Việt kiều về bển 2-3 tuần á, họ không có muốn làm vậy. Nhưng mà vì cái xã hội, những quốc gia khác nó không có mấy cái tình cảnh này, đó là gọi là cái nghiệp của nước Việt luôn á. Thì khi về bển bị mấy đứa này nó hiền quá, nó cua cái là dính liền à. Nhìn mặt của nó là sữa không, lên Sài Gòn là chân còn dính phèn, nó nói rất là thật thà dễ thương. Cho nên con đừng có sợ thằng chồng con hư với bể mấy đứa không giữ, mà sợ mấy đứa chứ quê mới lên á. Nói chuyện ngọt ngọt mà mấy ông Mỹ về là chết, chứ đâu phải một quốc gia mà như mình đi du lịch bình thường mình không gì phải lo. Giống như giờ mình đi Hawaii hay là mình đi qua Nhật, giờ con Hải cầm đi Nhật, đi Nam Hàn, đi Hawaii, đi những cái đó bình thường đúng không? Giỏi là mà ông đi chơi bãi biển hay là ăn khách sạn sen rồi này nọ cũng đi về, nhưng mà vô Việt Nam lại cũng phải sợ. Tại sao mình phải sợ? Là về những việc mình có cái nghiệp, dân mình chịu khổ, hồng nhan bạc phận là con gái người Việt. Vừa lớn lên thôi là 12 tuổi là cha mẹ một là bán qua Trung Quốc, bán qua Đài Loan, hay là lên cái Sài Gòn để cho không có mặc đồ hết, cho chục đứa cho mấy thằng Trung Cộng nó chỉ đứa nào làm vợ nó đứa đó. Về bển nó thằng già 70 tuổi mà đứa này có 20 tuổi thôi. Rồi như những đứa mà không được chọn có chút xinh đẹp, con có nghĩ 10 đứa mà mua đồ hay là bển là bảo đảm không phải là mua đồ. Trước khi thành mua đồ cũng qua tay mấy thằng chấm thi hết trơn rồi á. Thấy cuộc đời con gái khổ không? Hơn Thiết Kiều thời xưa nữa. Cái hồi chuộc mấy đứa mà bán qua Trung Quốc, bán qua Đài Loan mấy lần rồi đó, phải dùng tiền chuộc nó về. Tại má nó chết, ba nó nghèo quá, bán nó thua bán chuộc. Thì cũng là một cái quốc nạn. Trong lịch sử nhân loại chưa có quốc gia nào như nước Việt. Ngoài ngày xưa châu Phi á, là bị người Âu Châu bắt đi xuống thuyền làm nô lệ, thì qua bên châu Phi rồi qua bên Mỹ, tới ngày hôm nay mới có Mỹ Đen phải không? Tại nó bên trên phía Africa. Hôm nay lịch sử nhân loại chỉ có người Việt Nam.
thì phải bị khổ nhục như vậy. Gái, những đứa con ngồi đây là có đại phước rồi. Rồi những đứa Việt Nam, cha mẹ sống ở những cái thành phố Corona hay là những cái thành phố mà không có người Việt, mà khi lớn lên á, thì sao tuổi yêu đương thuộc có mấy đứa đệ tử thì toàn là đi lấy Mỹ không. Không lấy Mỹ lấy ai? Tới tuổi cặp kê rồi, không có châu thì bắt mấy con chó đi cài, mấy Mỹ cài. Đúng là một cái tội nghiệp. Cho nên tại sao ngày đêm cho hữu thao thức để mà mong đi về nước Việt, để mà đem 6 triệu chim hiền về, để cho những đứa con gái sống ở nước ngoại ngoại lớn lên, sinh trưởng ở đây, sống lưu vong, để nó trở về cội nguồn của nó, lấy chồng Việt. Cả nghĩa cùng nó cũng cặp bồ Mỹ dù cũng bỏ tài luôn. Chứ mình ở vùng này mình có chồng Việt Nam là có hạnh phúc. Mà khi mấy đứa con có chồng Việt Nam thì gán trân trọng là mình đã hơn người ta một bước. Cái chồng Mỹ cũng là tốt, với gặp đúng thằng tốt. Nhưng mà khi mà tuổi về già, những cái món ăn hay những cái phong tục hay là tóc, tóc của mình đâu có mọc màu vàng được. Con của mình thì nó lại lai Mỹ, còn mình thì muốn đi du lịch hay những cái khu Việt Nam, ăn những món đồ ăn Việt Nam thì lại trước ngày. Sống mình cứ nghĩ là hạnh phúc, nhưng mà thật sự nó không có thỏa lòng, không có hết hết cái nguồn vui. Nên thường nghĩ những tốt nhất nếu mà có cơ hội nên là tìm bạn bè mà người Việt sinh con á, dầu cho tiểu bang xa lâu lâu dẫn tụi nó cho nó gặp mặt. Còn bất đắc dĩ cái cần nghĩ cũng ok, gặp mấy mà rộng rãi hay là biết nương chiều, rồi có tài sản, nhiều lúc lấy mấy thằng Mỹ cũng phải nuôi nó nữa. Rồi lúc mà chia tay á, cậu mấy cậu nó ích kỷ, cái ghế cắt đầu á, nó không phải là tiền mà cái ego của người ta. Người Việt Nam, mấy thằng chồng Việt Nam giỏi lắm, là hiếp mình chút chút, nhưng mà làm sao cũng lo lo. Nên ý thì hồn không phải an ủi mấy đứa con, mấy thằng chồng Việt Nam bê bối phải không? Thì từ từ ấy, cùng cái tiếng nói với mình từ từ mình nói chuyện nhỏ nhẹ, mình dạy lại. Dù sao mình vuốt ve lại phải không? Đừng mắc cỡ, phụ nữ lúc nào cũng đừng mắc cỡ. Chỉ có đàn ông mắc cỡ. Thế là nó giận mình á, mình đã bộ mình cười với nó, không cười mình cười 10 lần á, mà nó không cười là nó quá trời bị ổi rồi phải không? Còn đó nó còn là con cười. Ví dụ như nó ghê ra ngủ phòng riêng, mình gõ cửa phòng nó thì nó không mở, thì mình từ từ mình lấy chìa khóa mình tự mình mở, mình chui vô. Nửa đêm nó ngủ á, cái mình chui vô mình nằm chung mệt, nó chẳng lẽ nó nào đạp mình ra. Chồng mình đó mà, mình đâu có làm gì phạm lỗi. Chứ còn nó tự ái mà mình tự ái nữa là thôi. Con mình nó thấy nó buồn á, thì mình cứ nghĩ mình hy sinh cho con đi. Thì phụ nữ Việt Nam vậy. Cái thằng chồng Việt Nam phụ bảo đảm người ở châu mình, thằng nào cũng có trách nhiệm hết. Đa số nha, không phải là tất cả. Chứ không phải như chồng Mỹ. Ê, tôi với bà đi ăn, tôi ăn tô phở, tôi trả tiền tô phở, bà ăn tô bún, tự bà trả tiền. You pay yourself, I pay myself. Nhiều lúc có đó. Tôi còn ngồi nói gì không, ở đây ngồi cho vui nè. Đúng camera, ok ngồi đó. Bởi vì rất là nhiều người đi khắp các tiểu bang ở xa, làm ăn ở xa. Trong những cái khu đó có chừng 1000 người gia đình Việt Nam hay là 500 gia đình Việt Nam, nhưng mà cái phần trăm á chưa có tới 0.001% nữa, thì cái đứa con nó vô trường nó học bảo đảm là nó không lấy Mỹ cũng lấy Mỹ. Rồi một thế hệ này là đã mất gốc, qua cái thế hệ đứa con lai là mất gốc luôn. Bởi vì tại sao lúc mà mua Thiên Long Sơn á, là cái đầu tiên ước nguyện mà bố Ô Xá phỏng vấn Kiệt, nói trên mạng xin Kiệt
nghệ tính xây 5.000 cái unit apartment á cho những cái bà mẹ mà ly dị hoặc là mấy bác lớn tuổi ở free, hoặc là trả tiền điện tiền nước thôi, đúng không, để mà đi về đây, để cho những cái đứa mà nó về nó thăm ba mẹ nó mà về Thiên Long Sơn luôn á thì nó còn cơ hội gặp người Việt, cộng đồng người Việt, thì nó lấy chồng hay lấy vợ người Việt, đó cũng là một trong những cái mình tính toán á. Nhưng mà sau này sẽ có, sau này khi trứng rồng nở có tiền nhiều rồi, phải không, rồi là tự động sẽ có những đứa con họ Thiên sau này ở đây trong đó mình xây dạng giống như kiểu mà Miêu Phiêu Tát nó xây vậy đó, đất rộng mà single mom cứ vô đó ở hết. Với ở bên Tiểu Bang miền Tây nó cũng lạnh, rồi mấy người bị xiển hay bị này nọ mấy người lạnh nó thuộc lên cơn xiển nè, thì người ta về Cali nắng ấm đã nữa, có Thiên Long Sơn rồi có Phật, mình làm bạn với Phật, làm bạn với Bồ Tát, làm bạn với Chư Thiên, làm bạn với con họ Thiên, làm bạn với Kiệt vui không, không có ai tính toán mù mô ở trên núi Thiên Long Sơn hết. Cái người mà đi xuống núi á là nguyên một ngày, ví dụ mình đi chơi trên núi là mình quên chuyện đời, đúng không, hãy cảnh núi ai đâu mà nhớ cái chuyện mà làm ăn tính toán, mà cứ nghe xuống núi thì bắt đầu mình lo chết cha, mình phải lo chuyện này lo chuyện kia, đúng không, đa số mà khi lên núi mình quên mấy cái chuyện đó, mà cứ mỗi ngày mình cứ lên núi hoài thì có phải là mình về cõi trời không, là cái đầu của mình không còn nặng với thế gian nhiều. Cho nên làm gì làm, lâu lâu mấy con cũng phải lên núi đốt nhang trên điện mẫu hay là điện Phật hay là làm cỏ gì đó để cái hồn của mình về trời. Mà đứa nào mà không về núi chừng 3 tháng thì về trở lại là bảo đảm cái mặt nó sáng bịch rồi. Mà đứa nào lên núi nhiều mặt sáng lên là nhờ Chư Thiên độ, thì cái chỗ không phải là nói để ấy đâu, nó có cái đó. Thì lúc nào á cái Thiên Long Sơn nó cũng như là cái nơi du lịch mà của cõi trời của Chư Thiên, là cái của trời lập ra, thì họ cứ bay lên bay xuống. Bao nhiêu cái clip cũ thì có kể là mỗi lần tới Trung Thu đó thì nít ở trên trời nó cũng mấy Chư Thiên cũng cho nít xuống cả ngàn đứa sắp hàng chơi với mấy đứa nít ở dưới mình, cầm lồng đèn rồi nữa, tại vì mình có nhiều người nhìn thấy và chụp hình được mà. Thì họ dùng cái Thiên Long Sơn cũng giống như là một cái nơi tourist, giống như là giống như là nhà chỗ mà đi du lịch của những người ở trên cõi trời vậy đó. Người có cha mẹ trên đó, có cái chư Phật trên đó, có vị Bồ Tát trên đó, nên cái núi màu nhiệm. Sau này mấy tỷ người sẽ về, còn bây giờ thì họ Thiên thôi, chính quyền cũng làm khó quá.